Hello, xin chào các bạn, mình là Châu đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình chăm sóc khách hàng cực kỳ tuyệt vời đến từ nhà mạng Viettel. Nó giúp chúng ta có thể duy trì các cuộc gọi đi cũng như lướt web. Tuy nhiên, trong tài khoản gốc cũng như tài khoản khuyến mại của chúng ta còn 0 đồng. Bạn đã bao giờ sử dụng chương trình chăm sóc khách hàng cực kỳ tuyệt vời này của Viettel hay chưa? Hãy theo dõi và cùng mình trải nghiệm xem chương trình này nó như thế nào nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ vào ứng dụng My Viettel. Chúng ta vào ứng dụng My Viettel ha. Nếu mà bạn nào chưa có ứng dụng này, chúng ta có thể lên CH Play hoặc là App Store để chúng ta tải về nhé. Rồi chúng ta vào My Viettel. Thì chương trình mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây đó là Viettel cộng cộng. Chúng ta vào Viettel cộng cộng. Thì hiện tại bây giờ điểm Viettel cộng cộng của mình là hơn 12.000 điểm, là hội viên thân thiết này. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta kiếm điểm này như thế nào. Thì từ cái điểm này chúng ta có thể là đổi quà. Chúng ta có thể đổi quà ha. Thì quà ở đây là chúng ta có thể đổi phút gọi, chúng ta có thể đổi SMS, chúng ta có thể đổi data. Ví dụ chúng ta có thể đổi phút gọi này. Thì ở đây đổi điểm phút gọi này, điều kiện áp dụng là chúng ta từ 100 điểm trở lên. Thì mình hơn 12.000 điểm thì thoải mái đổi rồi đúng không ạ? Thì thời gian sử dụng là 30 ngày sau khi đổi. Thì nó có cái bảng này, chúng ta xem vào đây. Thì cứ 500 điểm thì chúng ta tương đương với chúng ta đổi được 5 phút. 1.000 điểm chúng ta đổi được 10 phút. Thì mình cứ đổi 10 phút một, sau khi hết thì chúng ta đổi tiếp nha. Hoặc là chúng ta có thể đổi SMS. Thì 100 điểm tương đương với 10 SMS, 200 điểm là 20 SMS. Đấy. Hoặc là data. Thì data cũng tương tự. Thì đối với data chúng ta lưu ý là thời gian sử dụng là trong ngày đổi điểm thôi. Thì cứ 200 điểm thì chúng ta đổi được 40 mê. Và 400 điểm thì chúng ta được 80 mê. Và 1.000 điểm thì chúng ta được 200 mê. Đó. Thì chúng ta xem vào đây chúng ta có thể đổi bất kỳ gói nào ha. Thì tương tự chúng ta nhấp vào ví dụ 1.000 điểm tương đương với 200 mê. Chúng ta xác nhận là xong. Đó. Thì bây giờ mình đổi phút gọi cho mọi người xem này. Ví dụ vậy, sang đây mình đổi phút gọi đấy nha. Mình mới đổi 10 phút rồi. Bây giờ ví dụ mình đổi thêm 500 điểm, 5 phút nữa thì mình nhấp vào đây. Sau đó mình nhấp vào xác nhận. Đó. Xác nhận đổi điểm. Điểm sẽ được trừ vào điểm tổng tiêu dùng của Viettel cộng cộng. Chúng ta xác nhận. Đó, nhận ưu đãi thành công này, số phút gọi được cộng vào số thuê bao của chúng ta. Đấy, bắt đầu chúng ta vào trang chủ. Bây giờ chúng ta kiểm tra nó như thế nào. Đây. Sau khi mà chúng ta đổi xong thì nó sẽ có tin nhắn về ha. Thì bây giờ chúng ta xem cái phút mà chúng ta đổi. Thì chúng ta sẽ vào cái phần viễn thông này. Đấy. Đây là các cái gói cước của mình sử dụng. Còn đây. Đây là cái điểm mà chúng ta vừa đổi. Tài khoản Viettel cộng cộng này. Chúng ta, cái này là chúng ta đổi từ điểm ra phút. Như vậy, cái điểm này chúng ta kiếm như thế nào? Thì cái điểm này nó được cộng lên khi mà chúng ta phát sinh cước tiêu dùng. Đó, khi mà chúng ta nạp tiền điện thoại hay gì đó, Viettel nó sẽ lưu lại và nó sẽ cộng điểm cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể là tích điểm theo cái thời gian sử dụng. Đó, gọi là khách hàng thân thiết, hội viên thân thiết này. Cái này sử dụng lâu thì chúng ta sẽ bên Viettel nó sẽ lưu thông tin lại và nó sẽ cộng điểm cho chúng ta. Hoặc là tặng điểm cho chúng ta nhân dịp sinh nhật, rồi chúng ta đăng ký gói data thì nó cũng được cộng cái điểm vào đây, được Viettel lưu và cộng điểm vào đây. Đó. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái dịch vụ, nói chung là các cái dịch vụ của Viettel thì nó cũng sẽ cộng cái điểm và cái điểm nó sẽ tích vào đây. Và điểm tích vào đây thì chúng ta có thể là đổi quà, chúng ta có thể đổi phút gọi, đổi data, đổi tin nhắn, vân vân. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy là mình mới chia sẻ xong chương trình chăm sóc khách hàng cực kỳ tuyệt vời đến từ nhà My Viettel. Chúc các bạn thành công.